đến với một kỹ năng cuộc sống của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, với những chiếc chai nhựa tưởng chừng như là không còn có thể sử dụng với một công năng nào nữa, nhưng thực chất ra thì chúng ta vẫn có thể tái sử dụng để đưa chúng quay trở lại cuộc sống cùng với những tính năng rất là mới. Và ngày hôm nay thì Diễm Loan xin phép được giới thiệu với quý vị cách để chúng ta có thể tạo ra một chiếc đèn ngủ từ những chai nhựa như thế này nhé. I like to come my heaven. Share your heart with me. Bây giờ thì mời quý vị cùng bắt đầu thực hiện với Diễm Loan nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ cắt phần chai nhựa này ra. Chúng ta sẽ lấy một đoạn 10cm từ phần đáy lên phần thân của chiếc chai. Với chiếc chai thứ hai, chúng ta sẽ cắt lấy một đoạn từ phần đáy lên phần thân chai, có chiều cao là 5cm. Chú chim cánh cụt sẽ có phần bụng màu trắng và phần thân mình màu đen, chiếc nón bên trên sẽ là màu vàng. Vì vậy, để dễ dàng tạo hình, chúng ta sẽ đóng phần nắp ở bên trên vào phần thân ở bên dưới trước cái đã. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng màu để sơn lên phần thân. Và sau đó Diễm Loan sẽ dùng màu đen để tô hết phần còn lại của chiếc chai. Sau khi đã tạo hình xong, Diễm Loan sẽ gỡ hai phần ra để chúng ta có thể dễ dàng tô cho cái phần thân mình của chú chim cánh cụt hơn. Như vậy là Diễm Loan đã tô xong phần thân dưới của chú chim cánh cụt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục tô phần còn lại, gồm có phần đầu của chú chim cánh cụt và phần nón bên trên có màu vàng. Bây giờ thì Diễm Loan cũng đã tô xong phần đầu và phần nón của chú chim cánh cụt. Để cho chiếc nón này xinh hơn thì chúng ta sẽ tô điểm thêm một vài chấm có màu hồng nhé. Và như vậy là đã hoàn thành xong phần chiếc nón rồi. Và để chúng ta có thể cho bộ đèn vào bên trong thì Diễm Loan sẽ đục một chiếc lỗ ở trên phần đỉnh của chiếc nón này. Ở đây Diễm Loan cũng đã gài thêm một cái thanh kẽm cứng vào phần chui của chiếc đèn, để lát nữa đây thì chúng ta có thể dễ dàng treo chiếc đèn này lên trên phần giá đỡ. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ phần mắt và phần mỏ của chú chim cánh cụt có màu vàng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cột một chiếc khăn cho chú chim cánh cụt để có thể che lại phần kết nối của hai chiếc chai. Và như vậy là chiếc đèn chim cánh cụt đã được hoàn thành, nhưng chúng ta còn phải thực hiện một cái phần giá đỡ cho chiếc đèn này nữa. Chiếc đèn sẽ được đứng như thế này. Và để có thể che những họa tiết này giúp cho sản phẩm đẹp hơn, chúng ta sẽ sử dụng băng keo sáp có màu nâu đen và sẽ cuốn từ phần đỉnh của chiếc nón xuống đến hết phần thanh nhựa này. Như vậy là sau khi đã quấn phần ống nước để cho ống nước cũng có màu nâu đen thì bây giờ Diễm Loan sẽ cố định vào trong chiếc bình hoa này. Chúng ta sẽ đặt vào chính giữa của chiếc lọ hoa và chúng ta có thể dùng những cái vật cứng để chèn. Như vậy là bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong chiếc đèn ngủ có hình chim cánh cụt rất là dễ thương. Và quý vị hãy dành thời gian để có thể thử thực hiện món quà thật là đáng yêu này cho em bé ở nhà hoặc là cho chính bản thân của mình nhé.